afternoon class. Rồi, tuần trước thì thầy đã yêu cầu các bạn tạo một cái đoạn hội thoại trên điện thoại ha, make a conversation on the phone. Một bạn đóng vai là người gọi tới và một bạn là người nghe. Thì hôm nay mình sẽ ôn lại một vài cái mẫu câu mà chúng ta thường sử dụng trên khi mà có một cái cuộc nói chuyện trên điện thoại. Đầu tiên chúng ta có hai nhân vật đó là A and B. Đầu tiên cái người đầu tiên, cái người A chính là cái người gọi tới. Thì cái người gọi tới, nếu các bạn là người gọi tới, các bạn có thể nói là hello, hoặc là good morning, hoặc là good afternoon, good evening, tùy vào cái buổi mà mình gọi tới. Và khi mà mình muốn nói chuyện với một người nào đó thì chúng ta sử dụng mẫu câu may I speak to, may I speak to, cộng với cái tên người đó. Ví dụ thì muốn gọi cho Alice, muốn nói chuyện với Alice thì sẽ nói là may I speak to Alice, may I speak to Alice. Rồi, để lịch sự thì các bạn có thể thêm chữ please vào, may I speak to Alice please. Rồi, nếu mà cái người đang nghe chính là cái người được đang được tìm luôn, nếu như cái người nghe đang là Alice luôn thì Alice sẽ nói là Alice speaking, Alice đang nghe đây. How can I help you? Tôi có thể giúp gì cho bạn? Trường hợp thứ hai là trường hợp cái người đang được tìm, Alice đang đi đâu ra đâu đó ở ngoài, đi vệ sinh, đi ăn, đi uống gì đó, không cần biết nhưng mà không có mặt ở đó. Thì chúng ta sẽ nói là wait a minute please, vui lòng chờ một xíu nha. Let me see if she is available. Để tôi xem coi liệu là cô ta có đang rảnh hay không. Còn ngược lại, nếu như mà cái người đó là không phải là con gái mà là con trai thì chúng ta sử dụng he chứ không phải là she nha các bạn. Let me see if he is available. Để tôi xem liệu rằng anh ta có đang rảnh không. Rồi, cái câu tiếp theo sẽ là cái câu trình bày cái lý do gọi tới của cái người gọi. Ví dụ ở câu này thì nói là I want to ask you about a new product that your company has recently launched. Tôi muốn hỏi về cái sản phẩm mới mà cái công ty bạn vừa mới ra mắt á. Thì thay vì các bạn nói câu này thì các bạn có thể đưa ra một cái lý do khác. Ví dụ như là tôi muốn hỏi bạn về cái gì đó khác chẳng hạn. Hay là tôi muốn rủ bạn đi ra ngoài xem một bộ phim, ví dụ vậy. Rồi tiếp theo thì cái người bên này người ta nói là oh yes, that is an energy saving AC equipped with latest technology. Đó là cái máy lạnh tiết kiệm năng lượng được trang bị với công nghệ mới nhất. It may help you save about 20 to $30 per month compared to old models. À, nó có thể giúp cho bạn tiết kiệm khoảng 20 tới $30 mỗi tháng so với những cái model cũ, những cái mẫu cũ nha. Rồi cái người kia mới nói là It sounds great. Can you tell me the price and the warranty policy? À, nghe tuyệt quá đấy. Bạn có thể nói cho tôi biết về cái giá không? Cái price là giá cả. Và cái warranty là cái bảo hành các bạn. Policy là chính sách. À, như vậy chúng ta có warranty policy, tức là cái chính sách bảo hành. Bạn có thể nói cho tôi biết về giá và cái chính sách bảo hành không? Thì người kia mới nói là It's $800 and it will get, hoặc là it will be warranted for the period of 6 months from the day of purchase. Nó có giá là $800 và nó được bảo hành trong cái khoảng thời gian là 6 tháng kể từ cái ngày mua. Người cái người kia nói là It's pretty expensive, but it's fine. Nghe nó đắt quá, nó hơi đắt á. Nhưng mà cũng ổn. Can I have it installed today? Bạn có thể tới lắp đặt nó trong ngày hôm nay luôn không? Thì người kia nói là yeah sure, it just takes you about 30 minutes. Nó chỉ đấy tốn của bạn có 30 phút thôi. Thì ai mới nói là nice, I will be at home from 2 to 5 p.m. So please come within that period. Tôi sẽ ở nhà từ 2 tới 5 giờ chiều. Vì vậy mà bạn hãy tới vào cái khung giờ đó nha. Thì cái người kia mới nói là oh, okay sir, I'll tell the technician that. Và các bạn nhớ cái technician là nghề gì không? Là kỹ thuật viên nè. Vâng thưa ông, tôi sẽ nói với kỹ thuật viên về cái điều đó. Thì người kia nói là thanks, goodbye. Và cái người nghe này người ta nói là goodbye, have a nice day. Rồi, thầy đưa cho các bạn hai trường hợp. Một là trường hợp các bạn không nghe rõ cái người kia nói gì thì các bạn có thể nói là sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. Xin lỗi, tôi không có nghe rõ. Hoặc là I'm sorry, could you repeat that please? Tôi xin lỗi nhưng mà bạn có thể nói lại không? Rồi, cái trường hợp thứ hai là không có người được tìm ở đó. Cái người mà được tìm ở đi đâu rồi thì mình có thể yêu cầu là mình có thể hỏi người ta do you want to leave a message? Bạn có muốn để lại lời nhắn không? Rồi lại có thể dùng cái câu là can I take a message? Tôi có thể ghi lại lời nhắn cho bạn không? Đó. Rồi, thì hôm sau kiểm tra
kiểm tra cái gì thì các bạn sẽ học thuộc các mẫu câu ở trên đây ha. Đó là một câu đầu tiên là mẫu câu chào hỏi và có yêu cầu nói chuyện với một người nào đó. Thứ hai là khi mà cái người người nghe cái người mà được tìm đó là mình luôn đó, thì mình sẽ trả lời như thế nào. Còn nếu mà cái người được tìm là một người khác và anh ta không có ở đây thì mình sẽ trả lời như thế nào. Rồi cái thứ ba là các bạn phải nhớ là sau đó thì chúng ta đưa ra cái lý do của cuộc gọi ha. Và cuối cùng là cái phần cuối cùng đó là các bạn phải nhớ có cái phần chào hỏi ở cuối cùng đó, là tạm biệt rồi chúc một ngày tốt lành như thế nào đó. Và các bạn sẽ học thuộc bốn cái câu này cho thầy. Hôm sau thầy sẽ kiểm tra, đặc biệt là Tú và Thiệt sẽ kiểm tra đúng với bốn cái câu này và cố gắng phát âm cho chuẩn ha. Rồi thầy sẽ đọc lại bốn cái câu này lần nữa và các bạn sẽ cố gắng đọc theo ha. Đầu tiên chúng ta khi mà không nghe rõ chúng ta có câu Sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. Rồi chúng ta luyện từ chậm và tới nhanh dần. Sorry, I didn't catch that. Rồi một câu thứ hai đó là I'm sorry, could you repeat that please? I'm sorry, could you repeat that please? Rồi khi mà người được tìm không có đó thì chúng ta sẽ nói là Do you want to leave a message? Do you want to leave a message? Bạn có muốn để lại lời nhắn không? Hay là Can I take a message? Can I take a message? Tôi có thể ghi lại lời nhắn hay không? Rồi các bạn học thuộc bốn mẫu câu này nha và phải chú ý phần phát âm nhé. Ok, goodbye class, see you later.